Thì corporate governance dịch ra đại loại nó là một cái hệ thống quản trị hay là kiểm soát nội bộ của công ty. Đấy. Thì cái hệ thống này sinh ra thì đây thì nó có một vài cái vai trò. Vai trò nhất đấy là nó nêu ra những cái quyền này, vai trò và nghĩa vụ của những cá nhân trong công ty, như kiểu là quản lý này, management này, board members là những thành viên ở trong hội đồng quản trị, hay là share owners, đấy là các cổ đông. Đó. Thì mục tiêu chính của corporate governance đấy là nó quản lý và nó làm giảm thiểu tối đa những cái mâu thuẫn về lợi ích, gọi là conflict of interest. Đấy. Cái từ conflict of interest này là một cái từ mà sẽ thấy rất nhiều cái môn corporate finance, corporate finance nói chung, đấy như là mọi người sẽ quay thuộc cái này. Đấy thôi. Đấy nhá. Tóm lại là mục tiêu của nó là làm giảm thiểu những cái xung đột lợi ích, mâu thuẫn lợi ích giữa các cái nhóm stakeholder khác nhau. Đấy. Thì stakeholder là gì thì cái sai đằng sau sẽ nói. Rồi cứ tạm biết như thế nhá. Đó. Cái mục tiêu đấy là quản lý và giảm thiểu những cái mâu thuẫn về lợi ích giữa các nhóm stakeholder này. Và ngoài ra còn một cái mục đích khác nữa và phụ thôi, đấy là nó có mục tiêu để đảm bảo là những cái tài sản của công ty thì được sử dụng một cách hợp lý để phục vụ cho lợi ích của đấy của shareholder, stakeholder.